Hallelujah. Có người khen Đức Chúa Trời chúng con, Cha chi nhân chi ái trên đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa Ngài đấng đang sống, đấng tể trị thế giới này và đang hiện ngự với chúng con trong thời gian này. Thật chúng con cảm ơn Chúa, chúng con có một Đức Chúa Trời bình an. Ngài đang ở với chúng con, ban sự bình an cho chúng con là hội đồng Zoom này cũng như các hội đồng Zoom khác và với những người có tấm lòng nhờ cậy Chúa. Vì lời Chúa hứa rằng Đức Giê-hô-va ở gần người cầu khẩn Ngài, tức là ở gần những người có lòng thành thật cầu khẩn Ngài. Ngài làm thoáng nguyện những người kính sợ Ngài. Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ và giải cứu cho. Con cảm ơn Chúa trong thời giờ này. Chúa cũng đặt để chúng con trong hội đồng Zoom này để chúng con cầu đứng chỗ sức mẻ mà cầu thay cho hết thầy ông bà anh chị em chúng con là người có nhu cầu đặc biệt, người trong cơn dịch lễ này họ đang nhiễm bệnh. Chúa ơi, dù cái sự mà tình trạng sức khỏe của họ như thế nào đứa nữa đang đối diện sự chết, nhưng con tin rằng Đức Giê-hô-va chúng con trong danh Chúa Giê-xu có quyền năng của Chúa, Ngài đụng chạm đến thân thể anh chị em chúng con đang bệnh tật và sự chữa lành đến với thân thể của họ. Cảm ơn Cha, Amen. cảm ơn Chúa. Thì giờ buổi sáng nay cho chúng con cơ hội để chúng con tương giao với Chúa, thông công với Chúa trước hết và thông công với anh chị em chúng con. Con cảm ơn Chúa ở cơ hội trong dịch lễ này mà Chúa cho chúng con có sự thông công anh chị em chúng con hết thảy trong đất nước Việt Nam này, kể cả các người sắc tộc, ôi Chúa, kể cả những anh chị em chúng con ở nước ngoài nữa. Cho đây là một ơn lớn cho đời sống chúng con khi chúng con vào cái hội đồng Zoom này. Chúng con cầu nguyện Chúa, đó là cái ơn phước lớn lao Chúa ban cho mỗi chúng con. Chúng con biết ơn Ngài, ngợi khen Ngài. Ngài sức dầu ban ơn cho cái người thờ phượng Chúa khi cất tiếng đàn lên, ác thần phải lui xa phải trong danh Chúa Amen. Giêsu. Sự phước hạnh của Chúa tuôn đổ trên hội đồng Zoom giờ này. Chúa cũng sức dầu trên môi miệng của người hướng dẫn dẫn chương trình, dẫn đi vào sự cầu nguyện để rồi hết thể chúng con câu lời cầu nguyện chúng con được Chúa nhầm. Con cảm ơn Chúa, dù lời cầu nguyện chúng con đơn sơ thế nào và những anh chị em chúng con nêu lên những cái nhu cầu chúng con không nhớ hết được, nhưng Đức Chúa Trời thấy trong đức tin lòng của họ, vì Chúa hứa rằng tin thì mọi việc đều được cả, không có gì khó quá cha Chúa. Trời ơi, ngài giúp đỡ chúng con cũng bền đổ trong những cái nhu cầu mà chúng con trình dâng lên cho Chúa, vì ngài đã phán rằng khi ngài đến ngài thấy đức tin chúng con trên mặt đất, chăng giúp đỡ chúng con bền đổ trong sự cầu nguyện, phải trung kiên trong sự cầu nguyện, phải ngài sức dầu ban ơn cho hết thảy hội đồng Zoom trong thời giờ này, cho để chúng con thấy rằng thật sự chúng con đến với ngài là đến với cái tình yêu, đến với quyền năng, đến với cái sự chăm sóc bảo vệ rồi dưới con mắt của Chúa. Con ngại khi ngài, chúng con tôn cao ngài, thì chúng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ.